Sắp tới bố có tiếp một đối tác rất quan trọng. Lát bố sẽ chuyển tài liệu cho con. Nhớ tranh thủ thời gian nghiên cứu thật kỹ để con đi cùng bố nhé. Vâng ạ, lát con lên công ty con sẽ đọc luôn ạ. À, hình như chiều qua bố thấy Duyên đến đây. Có việc gì ạ? À, con muốn cải tạo lại vườn sân phía trước với trên tầng 2 ạ. Duyên và cậu bạn của cô ấy mở chung một công ty thiết kế ạ. Ờ, con bé giỏi giang và năng động thật đấy. Ở bên đấy em có làm việc gì liên quan đến Giang không? Con của chủ tịch Thắng ấy. Ờ, em có làm việc cùng Giang ạ. Ôi, làm việc với con sếp như thế chắc là áp lực lắm nhỉ? Dạ không, em thấy Giang rất thân thiện. Tuy mới vào làm, chưa tiếp xúc nhiều, nhưng mà em cảm nhận được rằng Giang là một cô gái văn minh ạ. Chủ tịch Thắng đang có kế hoạch kèm cặp con gái để tiếp quản công ty sau này. À, bên đấy có một cậu nữa tên là Hiệp, cũng rất giỏi, là người chơi thân với cả Giang. Đúng là đôi thanh mai trúc mã, chị thấy đẹp đôi lắm luôn ý. Anh Hiệp cũng đang là sếp trực tiếp của em đấy chị. Anh ý là một người có chuyên môn và rất nhiệt tình với mọi người ạ. Em mà được làm việc với Hiệp là rất tốt đấy. Bạn ấy tuy trẻ nhưng học hành có cơ bản, lại rất có thế mạnh trong không gian kiến trúc. Những người mới như em rất nên làm việc với cả Hiệp. Em thấy cả hai đều rất chỉn chu trong công việc ạ. Đặc biệt là sếp Hiệp, cảm giác như là lúc nào tâm trí của anh cũng đặt vào công việc ấy chị. Chị thấy Hiệp ngoài chỉn chu công việc ra còn tư duy rất tốt. Ngoại hình thì như diễn viên ý. Rất nhiều cô gái thích Hiệp luôn. Không biết em có trong danh sách ấy không nhỉ? May quá, đúng lúc tôi đang cần tìm số liệu này mà không thấy. Cảm ơn anh nhiều ạ. Và đây là phương pháp xử lý tre bằng nhiệt, một công nghệ mới. Cô nghiên cứu thử xem. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Cảm giác như là tất cả những khó khăn mà tôi gặp phải thì anh đều có thể giải quyết. Nghe tiếng ho của Duyên rất nặng, có sao không? Tôi không sao ạ. Nếu mà cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi đi. Đừng cố gắng quá sẽ không có quả đâu. Dạ. Thôi được rồi, vậy tôi về đây. Cô bị sốt cao rồi đấy. Tôi không sao. Anh cứ về đi ạ. Không sao thế nào được. Bị sốt cao thế này thì cần phải uống thuốc hạ sốt mới mau khỏi được. Nhà có thuốc hạ sốt chưa? Lát tôi đi mua, anh yên tâm ạ. Nghỉ ngơi đi, để tôi đi mua thôi.